cuối kỳ thì đi xin điểm. Thầy có một cái list mấy đứa, list mà mỗi kỳ, kỳ nào thầy cũng gặp nó chứ. Thầy cứ đếm miết vậy thôi. Có đứa thì đếm 6 lần rồi. Bộ mà bộ người ở nhà là không chịu lên lớp mà. Mà nó ở nhà làm rồi đó mà điểm nó còn là 2.42, 2.83 đó, kiểu vậy đó. Mà cái bài này toàn ta 9-10 không à. Mà Tân, từ tuần này trở đi không up video liền cho thầy, tới gần cuối kỳ hay up lên nha, mà ít nhất là một tuần nữa mới up. Dạ, nha. Dạ. Để không thôi là nó cứ ý là nó cứ ở nhà nó coi video không à. À, bây giờ như thầy nói là tuần này chúng ta đã qua tập lớn số 4. Thì trong bài tập lớn số 4 á, thì mấy bạn học thì mấy bạn sơ qua mấy bạn sẽ biết được cái mục tiêu chúng ta, tức là input output của mấy bạn là gì. Qua bài tập lớn số 3 thì chúng ta đã từ một cái mã nguồn chúng ta đã tạo thành một cái KAST, nhưng KAST nó không có lỗi nữa, đúng không? Còn KAST nào không có bị lỗ là chúng ta bị bắt và nó ngăn ở bài tập lớn số 3 rồi. Được chưa? Cho nên bài tập lớn số 4 là chúng ta nhận vào KAST nhưng KAST không bị lỗi. Còn bài tập lớn số 3 là nhận vào KAST có khả năng chứa lỗi và chúng ta phải đi tìm lỗi, đúng chưa? Để chúng ta trong bài tập lớn số 4 chúng ta sẽ dịch ra một cái mã mà một cái máy ảo nó có thể chạy được. Đó, lý do chúng ta chọn dịch cho máy ảo chứ không phải là mã máy có hai lý do. Một á là bây giờ á, phần lớn các compiler người ta đều dịch thành cái kiểu mã máy hết. Được chưa? Đó, bắt theo xu thế của thế giới là chúng ta phải dịch qua mã trung gian. Đó, chứ chúng ta không dịch qua mã máy. Cái thứ hai là dịch ra mã máy không hiểu gì trời. Được chưa? Sai biết được đâu sửa. Mà chỉ cần sai một bit thôi là một cái chương trình nó khác hẳn. Được chưa? Cho nên là trật tự đi. Cho nên là chúng ta phải chọn cái cách là dịch ra cái mã trung gian, một cái mã trung gian. Đây mã trung gian để chúng chạy trên một cái máy ảo. Được chưa? Mà cụ thể đây chúng ta chạy trên cái máy là gì? Java Virtual Machine, máy ảo Java. Thì chúng ta sẽ đích đến chúng ta là chúng ta dịch ra mã Java bytecode. Và một cái hình thái trước khi dịch ra Java bytecode nhưng mà nó vẫn còn đọc được, người ta gọi là Jasmine code. Được chưa? Cho nên là nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ dịch thành Jasmine. Rồi từ cái Jasmine đó, nó tự nó dịch thành Java bytecode dựa vào cái Java compile để nó dịch thành Java bytecode, rồi nó đem vô cái máy ảo đó nó chạy. Cái đó là nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã từng được học một cái thuật ngữ, đúng không? Tức là không phải là ngôn ngữ lập trình cấp cao nữa, do có bằng lập. Vậy không? Đó là thuật ngữ gì? Thuật ngữ mép, chúng ta cũng đem nó vô để chạy trên một cái máy ảo. Và thầy nhớ không lầm là hình như khóa nào đó là có làm bài tập lớn hiện thực một cái máy ảo nữa, đúng không? Hình như là CI, nhưng mà CI cái 20 hay sao đó. Thì đó hình như là học kỳ 212. Ờ, đó. Thì đã từng mấy bạn học hiện thực một cái máy ảo, nhưng mà hầu hết tất cả các máy ảo đó đều gọi là máy ảo dựa trên thanh ghi, đúng không? Register by Virtual Machine. Được chưa? Đó, cho học ngữ mép. Nhưng mà cái máy mà chúng ta được học á, đó là cái máy Java Virtual Machine á, thì đó là cái máy stack by Virtual Machine, tức là cái máy ảo dựa trên một cái stack, đúng không? Dựa trên một cái stack. Cụ thể là ở đây là chúng ta có một cái operand stack để cho chúng ta là thực hiện các phép toán tính toán, đó. Còn nếu mà trên cái register by á, là hầu hết là nó tính trên thanh ghi, nó nạp trên thanh ghi, nó tính trên thanh ghi rồi nó cặn lại rồi nó lưu, được chưa? Thì người ta gọi đó là tính toán trên thanh ghi. Như vậy thì lý do tại sao mà các thầy lại không chọn cái chuyện đó là bạn học thuật ngữ MIP rồi, không? Bạn cốt cũng khá là nhiều cho thuật ngữ MIP rồi, tên là Master MIP đi, được chưa? Bây giờ lấy học hiệu tiếp đi, lấy cái bài tập lớn số 1 của môn kỹ thuật lập trình á, bài tập lớn số 1 của kỹ thuật lập trình, cái bài XL á, và lúc đó là mấy bạn gọi là bài tập lớn số 0 hay sao á, đúng không? Đó, mấy bạn code này, các bạn dám mấy bạn code nổi không? Thầy thấy là vô phương, được chưa? Đó, nhưng mà tương đối là thầy thấy là mấy bạn học hiệu tiếp bây giờ đó cũng là cũng còn khó, cũng là khó hơn thầy ngày xưa học rồi. Chứ hồi xưa học thì thầy làm gì biết lấy học ngữ MIP để có cái selection sort và intersection sort gì đó, mà thầy thấy là hồi lúc mấy bạn làm học tập lớn môn kiến trúc máy tính là làm cái đó, đúng không? Đó. Như vậy thì tại sao mấy thầy lại không chọn cái chuyện là dịch ra cái học ngữ MIP là một cái học ngữ mà mấy bạn đã học rồi, thì mấy bạn sẽ không mất công phải học cái bài này,
đúng không? Nó mất công học cái bài này. Đó, đó. Thì chúng ta thấy được rằng á, là trên thực tế là trong một cái mảng nguồn của một người cấp cao thì có khả năng là chúng ta viết cả trăm biến, đúng không? Ví dụ cái bài tập không đó của bài của môn kỹ thuật lập trình, đó, nó rất đơn giản, đối với chúng ta là rất đơn giản, nhưng mà chúng ta cũng phải xài vài chục biến chứ đâu có ít đó, đúng chưa? Mà hồi lúc mà học cái môn kiến trúc máy tính, mà học thuật ngữ biến á, là mấy bạn cứ chơi theo kiểu một biến là một thanh ghi, đúng không? Cứ một biến là một thanh ghi. Mà số lượng thanh ghi trong cái học ngữ MIP đó là 32 thanh ghi, đúng không? Trừ 4 thanh ghi hệ thống là còn xài có 28 thanh ghi thôi, đúng chưa? Còn trừ 28 thanh ghi thôi. Như vậy thì bây giờ làm sao mà hiện thực được một chương trình có 30 biến, 50 biến thì không thể hiện thực được theo cái kiểu ánh xạ câu dạy cho mấy bạn, được chưa? Mà để chọn cái đó, mà để dịch đó, thì mấy bạn sẽ phải học một loạt các thuật toán nữa thì mới thực hiện được trên cái register. Nội một cái chuyện đơn giản như nãy ra thầy nói rồi, bây giờ chương trình có 50 biến mà tôi có 28 thanh ghi, bây giờ tôi phải phân phối cái thanh ghi nó vô như thế nào cho nó hợp lý, khi nào tôi sử dụng và khi nào tôi đưa ra thì vân vân, rất nhiều chuyện cần phải nói ha, rất nhiều chuyện cần phải nói ở trên đó. Cho nên là mấy thầy mới chọn cái stubby, dù sao đi chăng nữa stubby nó không giới hạn cái số lượng, đúng không? Biến là biến, không có thanh ghi gì trong đây cả, được chưa? Đó, còn nó ở dưới là gì kệ đó, không chúng ta không cần quan tâm, được chưa? Đó, về mặt nguyên tắc các bạn là nó cũng phải dịch ra biểu thanh ghi rồi. Về bản chất của máy tính là cái thanh ghi, nó là cái thanh ghi, nó tính toán cái thanh ghi, được chưa? Đó, cho nên về nó dịch xuống vậy dưới này một lần nữa đó, nhưng mà nó dịch là gì kệ nó, chúng ta chỉ cần biết là chúng ta dịch ra đó, còn nó chuyện nó dịch từ đó dịch đi gì thì cái chuyện đó là chuyện nữa. Được chưa? Hiểu chưa? Hiểu cái lý do là tại sao cái thầy lại không chọn dịch ra học ngữ MIP không? Đó, thì có kỳ thì đã cho kỹ sư Đình Anh làm cái học ngữ MIP rồi. Đã chưa? Cái hàng học ngữ MIP á, cái nó đặt cái giải thuật nó đặt không hiểu. Đưa tài liệu cho đọc luôn cũng đọc cũng không hiểu. Cuối cùng nó chọn cách là nó hiện thực cái stack bay trên cái register bay, rồi nó mới chỉnh ra cái kiểu đó nữa, thì coi như là không có thanh ghi thì cô gì chứ, nó hiện thực cái sắc á trên cái ngôn ngữ MIP đó, đó rồi nó lấy cái sắc đó nó làm tiếp, thì cuối cùng coi như là dù chạy được nhưng mà rõ ràng là không có phải là sử dụng cái thuật toán như thầy mong muốn, được chưa? Cho nên là mấy học trường sau thầy cũng bỏ luôn, đúng không? Chứ nó khó quá, đúng không? Rồi. Như vậy thì bây giờ đã nói tới cái chuyện là học một cái học ngữ rồi, học một cái mã trung gian rồi, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải tuân theo tài liệu mà, không? Tài liệu thì mấy thầy đã tóm tắt sẵn cho mấy bạn rồi, được chưa? Nhiệm vụ của chúng ta là làm đúng cái tài liệu nó nói thôi, chứ bây giờ chúng ta học một ngôn ngữ mới chúng ta phải tuân theo nó thôi, chứ không có cái cách nào khác cả, được chưa? Không có suy diễn gì ra hết trơn. Chút thầy nói chút thầy nói sẽ dẫn ra một số trường hợp mấy bạn không có suy diễn, mấy bạn không có suy luận cái gì cho người ta có cái gì thì chúng ta phải học, bắt buộc chúng ta phải học vậy, được chưa? Đã học về ngôn ngữ mới thì phải chấp nhận cái chuyện đó, được chưa? Chúng ta phải nhớ thôi, chứ giờ không có nhớ làm sao, có mỗi lần mà làm cái tra sao, được chưa? Thì phải nhớ ít nhất là cũng nhớ 40-50% của cái ngôn ngữ đó thì chúng ta mới dịch được chưa? Rồi bây giờ á, câu đầu tiên là người ta kêu viết về kiểu của cái thằng GVM, được chưa? Kiểu trong cái GVM đó thì bây giờ nó cho cái method được khai báo như vậy, được chưa? Thì người ta hỏi là bây giờ viết kiểu của nó như thế, kiểu của cái hàm này như thế nào, thì chúng ta sẽ tra trong cái slide số 16 chỗ cái bảng này thì nó có vài cái ví dụ về cái hàm, đúng không? Thì đây có một cái ví dụ đơn giản đó là in GCD in A in B, được chưa? Thì người ta viết thành IE đóng ngoặc lại I. Thì điều này có thể chúng ta nhìn thấy được rằng này cái chữ y ở ngoài chính là kiểu dữ liệu trả về, còn hai chữ y bên trong là tương ứng với a và b, đúng không? Cho nên là chúng ta suy luận ra được cái kiểu của cái cách viết của nó, chúng ta suy ra được ha, cái cách viết của nó là gì? Là một cái cặp ngoặc bên trong là danh sách các tham số, bên ngoài đó là kiểu dữ liệu trả về, cho nên chỗ này chúng ta sẽ viết thành là một cái cặp ngoặc bên ngoài kiểu dữ liệu trả về là y, bên trong thằng x viết cái kiểu nó làm sao, kiểu VD viết là sao? LVD L VD chấm phẩy, đúng không? Thiếu dấu chấm phẩy là không được, được chưa? Nhưng hôm qua nó viết vậy đó, thì nó nói nè, rõ ràng nè, trong slide này viết vậy nè, thấy chưa?
thì nó biết thì dạy theo chứ giờ làm sao, đúng không? Như vậy thì không có phải. Cái JavaScript đó, đó là một cái bắt dịch người ta đóng gói có nhiều quá trong trọng, trong cái đó thì nó có cái object, hiểu chưa? Ở cái tại sao chúng ta không áp dụng, tại vì thứ nhất là đề nó cũng không có nói rằng cái method này được khai báo trên Java, đúng chưa? Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là dù cho nó có trong Java dân nữa thì nó chắc gì nó đã trong cái bắt dịch JavaScript, đúng không? Cho nên là người ta không cho đủ dữ kiện thì người ta kêu viết tên sao thì viết y vậy thôi, được chưa? Cho nên là chỗ này chỉ viết là lvd chấm phẩy nha. Rồi tiếp tục là cái float là chữ s, còn với cái bool là chữ chữ z chứ không phải chữ b nha. Giờ chữ b là gì? Chữ b là byte, được chưa? Cho nên chỗ này là chữ z. Rồi tiếp, bây giờ chúng ta nói tới cái chỉ số của biến, không chỉ số của biến. Rồi thì chúng ta sẽ nói tới cái local variable array. Thì đối với cái local variable array á, thì người ta nói được rằng là đây chính là một cái mảng, không? Mảng các gì? Các biến cục bộ. Thì mảng các biến cục bộ nó sẽ được tạo ra mỗi lần mà chúng ta gọi một cái method, được không? Gọi một cái method, được chưa? Thì cái local variable array nó sẽ cấp cho cái thằng parameter này, nó cấp cho các local variable array, local variable có trong cái method đó, được chưa? Và cái chỉ số của nó sẽ bắt đầu từ 0. Và đối với instant method và đối với class method thì nó có sự khác biệt. Đối với instant method thì nó sẽ cấp từ chỉ số là chỉ số 1, đúng không? Còn đối với class method thì nó sẽ cấp bắt đầu bằng chỉ số 0. Thôi cái lớp này bây giờ làm biến hỏi quá ha. Chứ hỏi các lớp á là cứ hỏi instant method là gì cũng ra biết giờ là cái gì hết trơn á. Rồi class method là gì cũng không ai biết là cái gì hết trơn á. Bây giờ thầy hỏi nè. Thí dụ đi, trong C cộng cộng dấu hiệu về mặt văn phạm nào để biết cái method đó là instant method hay là cái method đó là class method? À, coi như C cộng cộng là học từ cái gì? Nhập môn điện toán, học kỹ thuật lập trình, học cấu trúc dữ liệu, thấy chưa? Hình như có lớp học bên lập trình nâng cao cũng dạy C cộng cộng luôn, đúng không? Thì coi như là học 4 môn C cộng cộng là coi như là master C cộng cộng rồi đó, được chưa? Rồi bây giờ cho thầy hỏi, cho thầy biết coi là bây giờ dấu hiệu về mặt văn phạm như thế nào, hay là nói mà nó dân gian là bây giờ nó viết sao để viết được là một cái instant method, rồi viết sao để viết được cái class method hả? Thầy nói cái này là kiến thức căn bản về OP mà không biết gì hết trơn. Sao sắp đi thực tập rồi nha, đặc biệt ai có nhu cầu như là các em á thì chuẩn bị tinh thần đi, người ta hỏi OP không mình bảo đảm với mấy đứa luôn. Rồi mấy đứa không biết gì OP thì mấy cũng buồn. Kiểu em nói về định nghĩa mà kiểu là cái... bây giờ thầy nói là dấu hiệu về mặt văn phạm là viết sao thôi, bây giờ em mới có nói định nghĩa tràn lan đại hải thì em không có tiếp thu được cái gì hết trơn á. Bây giờ cụ thể trong xương cộng, bây giờ viết sao là instant mà viết sao là class thôi. Trong cái lớp của mình đó, mình hay báo lớp static thì nó là class method, còn ngoài lại thì là ừ đúng rồi, đơn giản thôi, có gì đâu mà ba. Thì cái class method chính là cái static method, có chữ static thì cái đó là class method, còn cái nào không có chữ static thì nó là instant. Rồi bây giờ nói về mặt ý nghĩa đi, thì thế nào là instant mà thế nào là class? Nó đơn giản thôi, đừng có nói cái gì cầu kỳ hết trơn á, hỏi họ không biết cái gì hết trơn. Bây giờ nói trước khi nói ý nghĩa, bây giờ nói tới bây giờ làm sao để xài trước đi. Giờ làm sao để xài thì cái kiểu instant là một cái thuộc tính của một cái đối tượng, còn cái class là kiểu của cái class luôn. Nếu mà nói là ý nghĩa rồi, bây giờ nói về từ nói về quan, nói về ý nghĩa, bây giờ nói về cách xài đi. Bây giờ muốn xài một cái method mà không có chữ static cái này sao? Thì mình tạo cái biến một cái đối tượng đó, mình chấm cái. Rồi ok, chấm đúng. Rồi làm sao để xài class? Thì mình lấy class mình chấm không? Lấy gì tên class đi. Rồi ok. Nhưng mà không có đúng, chở chỗ class method. Nhắc lại nè, cái instant đó trong C cộng cộng là không đúng nha. Coi là gõ class, gọi là gõ static method in C cộng cộng có nó ra gì? Instant là thực thể. Không? Đúng không? Thực thể là phải tạo ra. Bây giờ có cái lớp x thì phải tạo ra cái biến a thuộc cái lớp x đó, tức là a bằng new cái gì đó, đúng không? Sao nó mới lại gọi lấy a gọi cái hàm
A chấm tên hàm đóng ngoặc mở ngoặc mới gọi. Thì cái đó là instant nha nha. Instant là thực thể, được chưa, là phải tạo, được chưa. Còn flat method là static, static là dùng chung. Mà dùng chung thì không cần tạo, không cần tạo thì truy cập thông qua tên lớp, đúng chưa. Tên lớp là x, có cái hàm static tên là full, viết sao trong siêu cộng cộng để chạy. Hai chấm như chưa. Tên 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 lớp là x, hai chấm full đóng ngoặc mở ngoặc. Chỉ có mỗi cái thằng âm binh thằng siêu cộng cộng nó mới vậy thôi, đúng không? Còn tất cả mấy thằng khác đều là chấm hết, đúng không? Chỉ có thằng âm binh siêu cộng cộng là nó thành là hai chấm thôi, được chưa? Bởi vì nó có nhiều cái trường hướng người ta đó, cái thằng siêu cộng á, đúng không? Nó là mà ngôn ngữ thủ tục thì cũng không ra thủ tục, mà hướng thuật đối tượng cũng không ra hướng đối tượng, cho nên cái gì nó cũng có hết, đúng chưa? Đó, cho nên rằng là lấy thì dạy là tại vì nó có rất là nhiều thứ mà nó liên quan tới những cái cấu trúc ở phía sau, đó, đó, những cái cấu trúc nó sâu sâu ở trong chẩn để chúng ta hiểu về mặt ngôn ngữ chứ xem cộng là tào lao cực kỳ ha. Đó thì đối với class method thì chúng ta truy cập như vậy. Còn trong Python thì sao? Được chưa? Xem cộng rồi, được chưa? Coi như là nền tảng rồi. Bây giờ cho một cái ngôn ngữ ví dụ như là Python đi, là ngôn ngữ lập trình cấp cao phổ biến này nè. Thì bây giờ làm sao để biết mà cái method đó là instant và method đó là class? Đó. Dấu hiệu về mặt văn phạm. Đó. Ờ, tham số đầu tiên là chữ C thì là gì? Là instant hay impact? Là instant, đúng không? Được chưa? Còn tham số đầu tiên không phải là C thì là class. Được chưa? Muốn tạo instant thì cũng tạo đối tượng rồi chấm tên của cái method. Còn trong Python thì vẫn là, đối với class method thì vẫn là tên là chấm tên của phần tên của method rồi, đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Đó. Rồi, quay trở ngược lại với bài này, được chưa? Thì lưu ý cái chuyện đó cho bài nha, những cái kiến thức rất là cơ bản đâu mà chúng ta phải học. Được chưa? Rồi. À, biến lo và biến double thì chiếm 2 slot, còn các biến còn lại thì chiếm 1 slot. Rồi. Cho nên đối với bài này á, thì đây là thứ nhất chúng ta phải xác định cho rõ đây là static hay đây là không static. Không static hay không có static. Không có static trong ngôn ngữ Java. Java là ngôn ngữ họ C, cho nên cú pháp của nó gần giống như C gì đó. Thì nó không có static nha, là nó chính là instant method. Mà đó là instant method thì chỉ số đi bắt đầu từ mấy? Từ 1, đúng không? Cho nên thằng x nó sẽ bắt đầu từ 1. Và nó là lon nữa, cho nên nó chiếm 2 slot là 1, 2. Thằng y là 3. Thằng z là 4, đúng chưa? Rồi, cho nên đáp án câu này là 4, được chưa? Rồi, tiếp. Rồi, câu này y như vậy nhưng mà nó có static thì nó phải bắt đầu từ 0, đúng không? Thằng x sẽ là 0, 1. Thằng y sẽ là 2. Thằng z sẽ là 3. Cho nên đáp án câu này phải điền vào đáp án. Rồi, mấy lớp kia ha, thầy hỏi nhiêu đây mình sẽ cho nó đứng hết lớp luôn á, được chưa? Rồi, bây giờ người ta hỏi là số lượng phần tử trên cái sắt sau khi hiện thực xong cái lệnh ES so với trước khi thực hiện lệnh này thì như thế nào? Thì sao? Giảm một phần tử. ES tức nghĩa là lấy hai phần tử trên đỉnh sắt ra cộng hai còn phần tử đó lại và push lại cái đỉnh sắt là cái giá trị của cái kết quả tính tổng đó. Cho nên là chúng ta có được là giảm một phần tử. Nhưng mà mình nên nhớ không? Số mấy cái thằng này mấy bạn học qua cái chương này thì nó cũng còn rất là ít, được chưa? Mà mấy bạn thực ra mấy bạn cũng không có nhớ nổi đâu, cho nên là trên Wikipedia nó có một cái gọi là list of Java bytecode instruction. Mở cái này lên đi rồi thầy chỉ đọc ha. Thì đây mới đối với lệnh IF thì cái cột cuối cùng là nói về ý nghĩa cộng hai số nguyên, còn cái cột này á là nó nói về cái sắc, cái hình thái của cái sắc trước cái dấu mũi tên này là before, trước khi thực hiện lệnh này thì trên cái sắc phải có ít nhất là hai phần tử để nó lấy ra, được chưa? Rồi sau đó thì nó trả về cái result của việc cộng đó,
được chưa? Nó trả về cái result của cái việc cộng đó. Cho nên lấy 2 mà trả về 1, cho nên là bị giảm 1. Đồng ý chưa? Rồi. Hay là cái thằng này đi, ví dụ như này đi, thì nó lấy 1 rồi nó trả về 1, cho nên nó sẽ cả không thay đổi gì hết. Đồng ý không? Nó không thay đổi gì hết. Rồi. Được chưa? Rồi từ từ chúng ta còn học cái này dài dài lắm nha, chúng ta còn học nhiều lắm. Rồi tiếp, bây giờ chúng ta nói tới cái lệnh loss instruction. Ta nói nè, để nạp một giá trị của biến luận lý lên trên stack thì phải dùng lệnh gì? Bây giờ đáp án là ELOC, đúng không? Đáp án là ELOC, học thuộc là dễ đúng không? Cho nên nói trong 80% toàn là 80% là học thuộc đáp án chứ chưa chắc gì biết làm nha. Thầy nói thật sự nếu mà nhìn vô câu này thầy nói 8, nếu mà là câu mới hoàn toàn, sinh viên mới hoàn toàn chưa bao giờ đọc đáp án, 80% nó phải chọn đáp án gì? Z-Z-Log, đúng không? 80% phải chọn đáp án Z-Log, tại vì cái biến bool là kiểu chữ Z, đúng không? Còn log lên là chữ log đó, cho nên là chắc chắn nó chọn Z-Log, đúng chưa? Chứ nếu không sao qua câu này mà chưa bao giờ đọc đáp án, chắc chắn là phải chọn Z-Log rồi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta search trong cái bảng này thì không hề có cái lệnh Z-Log, đúng chưa? Rồi, chúng ta cũng không có cái lệnh log luôn, đúng không? Có một cái đáp án là lệnh gì? Lệnh log nè, nó cũng không có cái đáp án gì luôn. Tất cả các cách mà lệnh mà trong cái Jasmine này á là đều phải có cái kiểu đi theo nó, hầu như là vậy, trừ cái lệnh goto ra thôi. Được chưa? Thì nó đều phải có kiểu trên, cho nên câu C cũng là một đáp án không có. Bây giờ còn lại đáp án A là BA. BA log thì nó lại có nè. Nó lại có. Đúng không? Thì cái này nó nói là cái gì? Nó nói là nó load một cái giá trị kiểu là kiểu by hoặc là kiểu bool từ trong array. Tức là cái array đó là array kiểu by hoặc là array kiểu bool. Nó load lên, nó load từ một phần tử từ trong đó, nó load lên. Thì chưa? Thì rõ ràng cái này không phải, đúng không? Này nó đâu phải đâu. Thì chưa? Này nó chỉ là một biến luận lý thông thường chứ nó đâu phải là array kiểu bool hoặc là kiểu by đâu. Cho nên cái đáp án đó là cái đáp án sai. Biến đơn chắc chắn là không, khi sử dụng cái lệnh chắc chắn không có chữ A đâu nha. Trừ cái thằng string ra thôi. Chưa? Đó, cho nên rằng là chỗ này chúng ta chỉ còn có một đáp án là đáp án B là đúng. Được chưa? Nó là đúng. Nhưng mà tại sao cái đáp án B là đúng? Tại sao? Thì đơn giản thôi mà, trong cái kiểu luận lý nó có hai giá trị true false. Nhưng mà về bậc thực chất nó là hai số nguyên 0 1, đúng không? Mà integer thì nó có bao gồm số nguyên 0 1 không? Có, đúng không? Cho nên rằng nó chính là ELOC thôi chứ không có gì hết. Được không? Rồi. Nhưng bây giờ thầy đặt lại câu hỏi, bây giờ nếu mà thầy để thầy nạp giá trị của một biến kiểu by lên trên stack thì thầy lại dùng lệnh gì? Kiểu by lên trên stack. Đừng mở cái đó ra, tự suy luận coi đúng không? Hồi nãy mình có bê áo thì theo logic thông thường của mình là chắc chắn phải có thằng BLOG, phải không? Đúng chưa? Phải có BLOG mới có BALOG, đúng chưa? Nhưng mà sợ phải có BALOG không? BLOG không? Không hề có. Cho nên thầy đã nói hồi đây là ngôn ngữ của người ta thích vậy đó, đúng không? Đúng đó, nó thích đề đó. Bây giờ mấy bạn học tới giai đoạn này rồi, bây giờ thầy hỏi mấy bạn nè, hồi lúc mà mấy bạn học cái chương đầu tiên thì thầy không nói làm gì, nhưng mà tới thời điểm này, bây giờ thầy hỏi mấy bạn đi, bây giờ thầy viết dấu cộng, nhưng mà lúc dịch thầy dịch cái dấu cộng đó ở ngoài thực tế nó tương ứng với dấu nhân, thầy làm được không? Được không? Được, đúng không? Không, đúng chưa? Bây giờ thầy tạo ra cái ngôn ngữ lập trình không có dấu trừ được không? Được, đúng chưa? Cho nên là người ta tạo ra cái gì thì bắt buộc phải mình phải học cái đó. Đó. Cho nên là với cái lý do như vậy, cho nên là mấy bạn phải nhớ được rằng là sử dụng lệnh gì thì phải tra coi có hay không, chứ không phải là ngồi đó mà suy luận cái lệnh đó, đúng chưa? Mà chứ chắc gì cái lệnh đó nó có đâu. Bây giờ cho cái ngôn ngữ của người ta làm vậy đó. Đó. Mình học cái của người ta, mình bắt buộc mình phải chấp nhận của cái người ta thôi. Được chưa? Rồi sẵn đó thì nói lại về cái lệnh ELOC luôn và một loạt các lệnh khác.
thì cái lệnh lót, ELOT là cái lệnh gì? Lót một cái giá trị kiểu integer từ cái local variable này lên. Được chưa? Được chưa? Từ cái local variable này. Thì đây mấy bạn sẽ thấy là có 5 lệnh liên quan có chữ ELOT trong đó. Đúng không? Có 5 lệnh nó liên quan tới chữ ELOT trong đó. Trong đó có 4 cái lệnh là ELOT 0, ELOT 1, ELOT 2, ELOT 3. Theo logic thông thường, tiếp tục theo logic thông thường, chắc chắn rằng 90% là thầy đã từng khảo sát rồi. Thầy cho một cái thằng có chỉ số là 8, thầy kêu nó viết cái lệnh lock thì nó viết là ELOT SHIFT gần 8. Do tại vì nó có ELOT 1, 2, 3 thì nó nghĩ rằng là con số nó chắc là biến thiên, cho nên là nó sẽ viết là ELOT SHIFT gần 8. Nhưng mà thầy nói rồi, không, không hề có lệnh ELOT SHIFT gạch 8. Nhắc lại, cái ELOT SHIFT gạch là những cái lệnh nó là cố định, vốn dĩ nó là như vậy. Hiểu không? Vốn dĩ nó là như vậy, chứ nó không hề biến thiên. Được chưa? Nếu mà nó biến thiên thì người ta không mắc gì người ta phải viết 0, 1, 2, 3 ra vậy. Tại sao ta không viết 0, 1, 2, 4, 4, 5? Hay là ta viết số 0 thôi rồi ta nói rằng là à, cái số đó là số biến thiên, điểm số mấy mày điểm. Không, người ta đó chính là người ta liệt kê ra hết những cái lệnh mà người ta vốn gì người ta hạt code trong trọng là như vậy đó. Người ta hot hạt code sẵn là như vậy. Được chưa? Cho nên là chúng ta phải hiểu đây là những cái lệnh nó hạt code sẵn là như vậy. Cho nên là nếu mà viết lệnh ELOT 8 á, được chưa? Thì chúng ta phải viết tuân theo cái lệnh đầu tiên. ELOT này nè, ELOT không có thông số á. ELOT không có xếp gạch á. Thì ở trước cái cột stack á, nó có cột là 1, 2 chấm index. Số 1 đó nó nói rằng là để sử dụng lệnh này cần phải điền thêm một thông tin nữa. Mà cái thông tin đó thì phải điền là cắt cái lệnh đó một khoảng trăm, hiểu không? Thì cái lệnh đó chính là cái chỉ số cần lót, cho nên ELOT 4 trở lên phải viết là ELOT khoảng trăm 4, hiểu chưa? Tương tự như vậy, E-Store, E gì đó thì nó tương đương rồi, mấy bạn phải đọc cho nó kỹ nha chưa? E-Store, F-Store gì đó thì mấy bạn phải đọc cho nó kỹ. Đồng ý chưa? Hiểu không? Hiểu chưa? Chứ không có hề có cái lệnh E-Store, E-Long, xếp gạch 8 nha. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi. Rồi câu này. Và câu này á, không. Thì bây giờ á, chúng ta gặp một cái lệnh chắc chắn rằng là trong đề thi cuối kỳ á, là thế nào cũng có ha. Cho cái lệnh gì đó. Rồi nhiều khi nó y chang vậy, nó sửa đúng cái lệnh đó thôi. Hiểu chưa? Không. Thì bây giờ làm sao? A bằng B3. Năm ngoái A bằng B3 nó lên nó viết một lèo 4 thằng nữa không biết đúng chưa. Kêu nó đứng lại đó. Biết cái là A bằng B3 cộng 1 không biết viết. Được không? Nó bán nó là nó không thuộc mà nó biết viết đâu. Nó không biết chuyển đâu. Được chưa? Cho nên chúng ta phải biết cái nguyên tắc để chúng ta chuyển. Được chưa? Cho nên chúng ta phải hiểu được rằng là trong cái phép toán này, cái dấu được thực hiện cuối cùng là dấu gì? Dấu bằng. Dấu bằng. Mà dấu bằng á là phép ghép. Mà phép ghép thực ra nó là lưu trữ. Mà lưu trữ thì chúng ta phải sử dụng là gì? Chữ store. Chữ store. Được chưa? Store vô A. Mà A là kiểu in đúng không? Cho nên là chúng ta sử dụng e-store. Đúng chưa? Rồi A chỉ số là mấy? Chỉ số là 2. Cho nên chúng ta sử dụng là ESOP là cái lệnh cuối cùng chúng ta cần phải thực hiện. Được rồi bây giờ. Mà để sử dụng được lệnh này thì chúng ta tra trong cái bảng thì chúng ta thấy rằng nó bắt chúng ta phải là viết là cái cột tắt là value. Được chưa? Mũi tên. Tức nghĩa để thực hiện được lệnh này thì trên đỉnh tắt trước khi đó phải có giá trị của cái giá trị cần lưu vào. Mà cái giá trị cần lưu vào đây chính là B3. Chúng ta phải load được giá trị B3 lên trên trục tắc thì chúng ta mới gọi là ESOR 2 được. Được chưa? Mà để load được cái thằng này lên thì dĩ nhiên chúng ta phải sử dụng lệnh có chữ chữ load. Được chưa? Thằng này là array kiểu gì? Array kiểu in. Được chưa? Một phần tử trong array kiểu in, cho nên phải sử dụng lệnh là ELOT, đúng không? A là ở đây, E là in, được chưa? ELOT để lót lên. Mà khi sử dụng là ELOT thì nó yêu cầu các bạn phải trên đỉnh tắt phải là array red
thì nó sẽ trả về result. Được chưa? Tự tra cho các bạn đó nha. Được chưa? Array ref chính là địa chỉ của cái array. Index chính là cái gì? Chính là cái chỉ số của cái phần tử đó. Tức nghĩa là trước khi sử dụng loại này thì thứ nhất phải loại được cái địa chỉ của B. Cái thứ hai là chúng ta phải loại được cái gì? Chỉ số 3 lên. Thì cái chỉ số 3 chính là một cái gì? Một hằng số nguyên thôi chứ có gì đâu. Cho nên dùng là cái gì? Hằng số là constant, đúng không? Hằng số nguyên là biên con. Thì sao? 3 là sinh nhật 3, không? Chúng ta có những cái lệnh, chúng ta có 6 lệnh y con và 1 để lót số trừ 1, đúng không? Y con gì nữa? Y con 0, 1, 2, 3, 4, 5 để lót số 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Còn lớn hơn số 5 thì chúng ta sử dụng là gì? Hả? Bpush. Bpush. Hình như tới được 128 chứ trừ 127. Lớn hơn nữa thì sử dụng được là gì? Là DC. Hả? Chưa tới rồi. Hả? Hết Bpush rồi. Cpush đúng không? Chưa? Cpush là được tới 32.000 mấy á. Chưa? Rồi trên Cpush nữa là mới tới LDC. Rồi. Còn cái địa chỉ của thằng B thì để lót lên được thì sử dụng chữ lót. Địa chỉ là A. Đúng chưa? Thằng B ở chỉ số mấy? Chỉ số 3. Đúng chưa? Cho nên cuối cùng bốn thằng là A lót 3, thì còn 3 thì A lót thì còn 2. Đồng ý chưa? Đó, chúng ta phải biết nguyên tắc để coi chuyện để cho cái thằng nào là cái thằng cuối cùng, chúng ta viết cái thằng đó ra, sau đó chúng ta tra cho các bạn coi là với cái thằng đó thì nó đòi cái gì, chúng ta mới lót từ từ, hiểu chưa? Chúng ta không có làm nó quá nhanh để chúng ta làm sai. Rồi bây giờ câu tiếp theo cũng là cái câu này đúng không, nhưng mà người ta kêu là b 2 bằng a thì viết làm sao? B 2 bằng a thì viết làm sao? Rồi thầy cũng chuyển cho các bạn một câu nữa ha. Rồi thầy sẽ cho các bạn một cái bài tập để làm thử tự chuyển coi nó ra không. Rồi sau đó chúng ta sẽ chơi tool được nhá. Cái gì bây giờ công nghệ thông tin phát triển mà đúng không? Cái gì cũng có thuốc hết trơn á, thuốc giải hết á. Không, khó quá, lấy thuốc giải là giải. Chứ bây giờ mấy cái lời phức tạp rồi chẳng lẽ ngồi chuyển tay, đúng không? Phải có một thằng nó biết chuyển sẵn cho mình chứ, không? Rồi, thằng này, đúng chưa? Cái thằng cuối cùng mà chúng ta xài đó là thằng gì, chữ gì? Còn vẫn là dấu bằng vẫn là store, đúng chưa? Nhưng mà store vô đâu? Store vô một cái phần tử trong cái array kiểu in, đúng không? Cho nên array là chữ A, phần tử kiểu in là chữ Y, cho nên chúng ta dùng IA store là cái lệnh cuối cùng. Mà để xài được cái IA store thì tra cho các bạn thì đầu tiên là array ref index value đó, của tên array ref index value của tên. Tức nghĩa rằng thứ nhất chúng ta phải có được là địa chỉ của cái thằng B, cái thứ hai là chúng ta có cái chỉ số 2, và cái thứ ba chúng ta có cái giá trị của A, là ba cái cần phải lót lên trên đỉnh tắt, đúng không? Trước khi sử dụng là IA lót, đúng chưa? Địa chỉ của B thì như cũ đó là A lót 3, chỉ số 2 là Y con 2, giá trị của A, lót giá trị của A thì dùng chữ lót, đúng chưa? A là kiểu y cho nên là chữ y, và cuối cùng đó là chỉ số nó là 2 cho nên là chúng ta có được là y log 2, hiểu không? Hiểu chưa? Rồi bây giờ thầy có một cái array, một cái A là array kiểu y, chỉ số là 2, B cũng là array kiểu y, chỉ số là 3, C là
kiểu y chỉ số là 4. Viết cho thầy biểu thức B A 2 nhân C bằng 5 trừ AC nhân B A 1. Vậy nó mới hấp dẫn. Rồi làm chơi cho nó vui và học lấy tuôn ra mình so mình làm đúng không? Đúng không? Được chưa? Thấy dù đi thi thì nó cũng phải hấp gì nó cũng vậy chứ. Nếu đi thi mà nó có nhiêu đó thì thôi dẹp đi khỏi thi cử gì. Đúng không? Rồi đào cho thầy cái file là ra file only á. Đào cái này về cho thầy nha. Rồi sau đó mấy bạn kéo thả vô một cái project nào đó. Thì như thầy nói rồi, cái này người ta xài là chủ yếu cho Java. Cho nên chúng ta phải viết một cái file Java nha. Chúng ta phải viết một cái file Java. Được chưa? Thì bây giờ ví dụ như là thầy viết lại cái này là B A2 cộng C nhân C nữa bằng 5 trừ cho AC nhân cho B A1. Được chưa? Như vậy nói cho mấy bạn chưa biết Java ha, Java là một lập trình đối tượng, được chưa? Cơ bản là về cú pháp thì gần giống như C cộng cộng, không có gì khác lắm đâu, là như là ngôn ngữ họ C, chỉ có điều nó là ngôn ngữ lập trình đối tượng hoàn toàn. Cho nên là trong cái Java thì một cái file nó phải tương ứng với một cái class, được chưa? Và thường là tên file trùng với cái tên trong cái class đó. Cho nên là chúng ta sẽ thấy được rằng là cái tên file là Hello World, nhưng mà trong đó nó không có cái lớp tên là Hello World. Được chưa? Rồi, để sử dụng được cái tool đó thì chúng ta việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ dịch cái file đó ra thành Java, thành Java bytecode, đúng không? Sử dụng lệnh Java C, không? Hello World.java. Được chưa? Thì nó sẽ dịch thành các file .class, cái file này là Java bytecode rồi, không có đọc được. Được chưa? Rồi sau khi Java bytecode rồi á thì chúng ta mới sử dụng cái tool đó, nó dịch quay ngược lại cái mã Jasmine như thầy nói, đúng không? Tại vì nó dịch ra mã Java bytecode thì trước khi nó dịch nó sẽ dịch ra được cái mã Jasmine, nhờ nó có thể ánh xạ quay ngược lại, không? Nó ánh xạ quay ngược lại thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh là Java trừ ra rồi cắt ra class file analyzer chấm ra rồi cắt ra trừ file cắt ra hello world chấm class. Được chưa? Thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái file là hello.z. Được chưa? Thì cái file này chính là cái mã Jasmine ha. Cái mã này chính là cái mã Jasmine. Thì mấy bạn sẽ thấy được rằng là cái dòng đó là dòng số 7. Đây là dòng số 7. Thì đây là line 7 nè. Được chưa? Thì mấy bạn nhìn thấy không? Nó đã gọi cho chúng ta một cái đoạn mã tương đương đây nha. Rồi thử đi, 2 phút nha. Rồi thử cho thầy thêm một cái dòng nữa là gì biết không? C bằng 1 cộng 2, coi nó dịch ra gì. Rồi, ngoài cái chuyện đó thì mấy bạn rõ ràng á, nếu mà hello sẽ thông thường chúng ta sẽ dịch là C bằng mấy? C 1 bằng 1 cộng 2 đó sẽ dịch ra là y con 1 cộng đó là y con 1, y con 2, y hết y so 1, đúng không? Đúng không? Đúng. Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy mấy bạn chạy xong rồi á thì cái file hello world.z đó nó sẽ dịch đó là y con 3 y số 4. Chưa chạy làm sao có y số 1 cộng 2 bằng 3. Như vậy thì mấy bạn nên nhớ rằng á, chúng ta chỉ làm cho cái bước là sinh mã trung gian thôi. Tức là mấy bạn nhớ cái compiler nó có hai phần run and back end. Thì cái phần brand này của chúng ta là tới hết là lớn số 4 là hết số sinh mã trung gian thôi. Được chưa? Còn cái phần khách hàng của nó còn có code optimizer. Đúng chưa? Đó là cái quá trình mà nó làm cái gì? Nó làm cái chuyện tu mà. Còn chỗ này là một trong những chỗ cần tu. Không? Thế là cứ thấy là cái chương trình thì nó cứ chạy đi chạy lại ngoài. Được chưa? Mỗi lần chạy đi chạy lại thì nó phải đẩy lên 1
thể nên hai cái cặp lại rất là phiền. Thì cái cặp Milo của thằng Java nó đã có u rồi, cho nên là nó đã dẫn cái thằng đó ra đi con ba luôn, nó tự cộng lại nó dẫn thằng đi con ba luôn. Cho nên các bạn đừng có ngạc nhiên cái chuyện rằng là khi mà dẫn trên cái phone này á thì nó dịch không giống như cái bạn dịch, bởi vì cái mã của chúng ta không có u, cái mã của nó là không có u rồi đó. Vì nó có u rồi cho nên là trong cái Java code nó muốn diễn nó là y con ba, cho nên cái thằng phát file như laser nó không có cách nào để dịch là được là y con một, y con hai, y s hết, nó không có cách nào để dịch vậy hết. Cho nên là chúng ta đọc chúng ta phải biết cách để chúng ta so sánh nha, chứ không phải là cứ đọc mình thấy nó nhìn khác chúng ta là chúng ta hoảng hồn lên phải bây giờ đó. Nhưng mà như thầy nó nói là cái này thì dĩ nhiên đi thi thì không sai được, chỉ có dùng để kiểm tra, để so sánh trong cái lúc đọc trục lớn số 4 thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô làm trục lớn số 4 nha. Trước khi lên vô làm thì bây giờ chúng ta phải nói tới cái framework này trước, được chưa? Dù là cái bữa thứ tư là thầy đã cảnh báo rồi là sao thầy thấy nhiều người không có biết gì về cái framework này hết. Không, thì phát hiện là nó không học Xcom, thì kia nó học Xcom. Nó cũng có học á, nhưng mà học rồi nó cũng chắc nó cũng không có hiểu gì cho, nó lên hỏi không biết gì cho á. Lên hỏi cũng lớp này, nó kêu lên hỏi, hỏi già, giọng này đứng hết, lớp đứng tên, mẹ đứng tên, đứng hết lớp. Và cho nên là bây giờ nói lại một lần nữa, rồi cho nên là coi về, mình coi lại thêm nha. Chứ Phùng ở trong đây không thể nào mà nói hết được, được chưa? Có Xcom thì Phùng đã nói kỹ rồi, mà không biết sao mấy bạn vẫn chưa hiểu không? Rồi cho nên là thầy sẽ nói lại cho mấy bạn. Thì đây là một cái phần một cái dịch vụ sửa mã, được chưa? Thì chúng ta có bốn thành phần, một đó là cái machine independent code generation, cái thứ hai là cái intermediate code generation, cái thứ ba là cái framework, cái thứ một là cái machine dependent code generation, được chưa? Thì cái mà chúng ta cần phải biết đó là cái mà machine independent code generation, được chưa? Còn mấy cái kia là mấy thầy đã biết sẵn như mấy bạn rồi, được chưa? Mấy thầy đã biết sẵn như mấy bạn rồi. Mấy bạn sử dụng mấy cái bộ phận đó lại để tự xây cho mình cái machine independent code generation thôi, được chưa? Rồi nhưng mà thì thầy có phải mới giới thiệu từng cái bộ phận trong đây. Đầu tiên là cái thằng machine dependent code generation trước. Machine dependent là gì? Là machine là máy. Như vậy máy có phải là cái máy tính không? Máy có phải là máy tính không? Không phải là gì, cái máy đó là cái máy ảo á, cái máy Java Virtual Machine á, được chưa? Mà cái máy thì nó có mã của nó, cho nên là về bản chất á, đây là người ta nói là quá trình sinh mã phụ thuộc vô cái ngôn ngữ mà chúng ta dịch ra, được chưa? Hay là bởi vì nó là quá trình sinh mã phụ thuộc vào máy là gì vậy? Đó, cái máy là tương ứng với cái mã mà chúng ta dịch ra đó, được chưa? Thì cái thằng này à, là nó phụ thuộc mà nó phụ thuộc vào, nếu mà chúng ta dịch ra mã Jasmine thì nó phụ thuộc vào Jasmine, chúng ta dịch ra học chữ viết thì nó phụ thuộc vào học chữ viết. Cho nên cái tác dụng của thằng này có một tác dụng duy nhất thôi, người ta nói đó là generating specific machine code, tức là generate cụ thể ra là của cái ngôn ngữ nào, được chưa? Cụ thể của cái ngôn ngữ nào. Thì ví dụ như là trong cái ngôn ngữ Jasmine thì nó có một loại nhạc mã, nó có 10 mã, được chưa? Thì 10 mã này khác nhau là khác nhau cái gì? Khác nhau là cái giá phần giá trị. Ví dụ như là cái LDC này đúng không? LDC này là bây giờ thầy cũng nói số 20 lên thì thầy biết là LDC 20 đúng không? Thầy cũng nói số 30 lên thì biết là LDC 30. Như vậy con số đó là nó tùy biến, đồng ý chưa? Cho nên thầy mới biết cái hàm là khi biết LDC và nó có khả năng truyền thông số và nó sẽ sinh ra cho các bạn cái chuỗi là LDC, cái con số mà các bạn truyền vào, được chưa? Như vậy thì có cái mã gì thì nó sẽ có cái hàm nó tương ứng để nó sinh ra cho nó đúng, hiểu không? Cho nên vì vậy nó gọi là sinh mã phụ thuộc vô cái ngôn ngữ mà chúng ta muốn dịch, hiểu không? Được chưa? Phụ thuộc vô cái ngôn ngữ mà chúng ta muốn dịch, được chưa? Đó, cho nên là chỗ này là chúng ta cái lớp này nó sẽ được cái bộ phận này nó sẽ hiện thực được trong cái lớp là lớp Jasmine Code. Các bạn đang simple project của thầy nghề đi là thầy vô thầy chỉ luôn cho coi. Thì trong cái file tên là file machine code tại cái dòng 324 thì nó có cái lớp là lớp Jasmine code. Như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta dịch ra cái mã Jasmine code thì chúng ta hiện thực cái file tên là hiện thực cái class là Jasmine code, nó được thừa kế từ cái lớp là machine code.
chứ nếu mà sau này chúng ta muốn nhận ra học được tiếp thì chúng ta viết lại cái bậc này thôi, được chưa? À, ở trên kia nó gọi nó chạy nó lấy đúng là như vậy là được, được chưa? Rồi thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái chat viên code này á, nhìn cho kỹ đi, nhìn cái hàm cho nó kỹ đi, nói thì đa to muốn lớn muốn cùng á, nó là lối chuỗi chứ nó không gì đâu, phải không? Có gì đâu, ví dụ như là việc cần là chuyên môn rồi, thấy không? Thì nó nói ví dụ như chuyển số ba vô đi, thì có phải là nó chuyển cái dòng 336 nói vô là y còn ba không, đúng không? Phải không? Nó đi thôi ra như vậy thì cái hàm đó nó có cái lớp này, nó có cái gì đâu, nấu đau con muốn lớn mà xin thì phải cần gì đó, nghe cũng khiếp ghê gớm vô chặt chặt có thì nó là đúng tuổi, được chưa? Cho nên là cuộc đời này nó lừa đảo ghê lắm, cho nên là mình đừng thấy nghe nó là đau to muốn lớn kỹ cô gì đó mình sợ nó, hiểu không? Cho nên khi vô trong có cái đây mình sẽ hiểu được cái đề là gì hết chưa, được chưa? Vấn đề của cái lớp mà Jasmine Code này hay là cái machine dependent code generation gì đó, nó là cái kết nối chuỗi thôi chứ nó không có cái gì trên á, được nha, nó là cái kết nối chuỗi thôi. Rồi tiếp nào, như vậy cái lớp machine dependent là xong, tiếp tục chúng ta tới cái lớp thứ hai mà thực ra là chúng ta mới quan tâm cái lớp này là nhiều nhất nè, tại vì cái lớp mà machine dependent này như các bạn thấy rằng là nó có nhiều lợi, người này đã biết bấy nhiêu cái rồi thì biết đủ hết rồi, hiểu không? Thì biết đủ hết rồi, mấy bạn không cần phải viết lại nữa, được chưa? Cho nên là mấy bạn không cần suy nghĩ về cái thằng nó quá nhiều, được chưa? Đó mấy bạn cũng không được viết lại cái file này đâu, được chưa? Rồi tiếp theo là có cái lớp tên là lớp Intermediate Code Generation. Chữ Intermediate này có nghĩa là gì? Là trung gian, đúng không? Là trung gian. Như vậy á thì cái chức năng đầu tiên, có cái chức năng đầu tiên của nó người ta ghi đó là gì? Phụ thuộc vô cả cái language và cái machine, tức nghĩa là cái ngôn ngữ mà chúng ta dự định chúng ta dịch, tức là MT22 đó, và machine tức nghĩa là cái máy, là cái cả Jasmine, nó phụ thuộc vô cả hai thằng. Thì cái tác dụng thứ nhất của nó khi mà phụ thuộc vô đó, thì nhiệm vụ của nó, mà tại sao nó phụ thuộc có ý là như vậy á, thì nó sẽ làm cái tác dụng đầu tiên của nó là cái injunction, chọn cái injunction. Nó chọn injunction là gì? Rồi bây giờ tới ví dụ như là đi viết viết va, viết va là gì đó, là tập giá trị của cái viết. Ví dụ nha, trong cái chương trình MT52 của các bạn viết là viết cộng 1. Như vậy thì về bản chất các bạn phải đọc giá trị của ít lên trên đỉnh sách, đúng không? Đúng chưa? Mình đọc giá trị của ít lên trên đỉnh sách. Nhưng mà ở cái phần của thằng em ở đây 22 á, thì chúng ta chỉ cần biết là đọc giá trị của biến ít, kiểu nó là ít. Chứ mà thực tế thì chúng ta dịch ra thì chúng ta phải hiểu rằng là nó là cái gì? Nó là cái lệnh ELOC, là cái đó, nó là lệnh ELOC. Như vậy thì cái thằng này nó đứng nó trung gian á, thằng trên là kêu à, mày đọc biến cho tao. Thì cái thằng này nó mới nhìn vô, à cái thằng mà mày truyền xuống đó là cái thằng ít đó, nó là kiểu yên, cho nên tao dùng cái là y loát để tao chơi cho mày. Còn nếu mà cái thằng cái chân mà nó cái tiếng của ít của nó là biến loát thì tao sẽ chơi cái là ép loát cho mày, hiểu vấn đề không? Hiểu chưa? Như vậy thì nó đứng trung gian đó, thằng trên đẩy xuống nó thấy là à thằng trên như thế nào, nó chọn cái lời phù hợp, hiểu chưa? Nó chọn cái lời phù hợp đó, hay là ở trên nó kêu là lọt một cái số nguyên lên trên đỉnh sắt, đúng không? Thì nếu mà cái số nguyên đó mà nó truyền xuống là cái số mà đi từ trường 1 tới 5 thì nó sử dụng cái lệnh kim con. Nhưng mà nếu mà vượt quá 5 thì nó sử dụng cái lệnh gì? Pimus, đúng không? Vượt quá 128 thì nó sử dụng lệnh Simus. Vượt quá nữa thì nó sử dụng lệnh LDC, đúng chưa? Cho nên rằng là cái thằng này nó đứng ở trung gian ở giữa để nó điều khiển cái quá trình là lựa chọn. Còn thằng ở bên trên không cần phải biết, tại vì nó là independent, đó, nó là independent, nó là độc lập với cái ngôn ngữ đó. Tôi không cần biết cái ngôn ngữ kia của họ biết làm cái gì, nó xài lệnh gì, thì cái thằng user nó tự động nó chọn cho tôi, còn tôi chỉ được gọi nó thôi. Cho nên nó mới là intermediate, là phải nó phụ thuộc vào cả cái ngôn ngữ nguồn và cái ngôn ngữ đích. Cái select data object thì cũng tương tự giống như vậy thôi, không, mà chủ yếu là diễn ra các ngôn ngữ OP. Nhưng mà thường là bây giờ chúng ta là không có cái ngôn ngữ chúng ta không có xài OP, nên chúng ta nói sơ qua cho biết thôi. Rồi nó simulate cái quá trình thực thi của
thấy không? Nó simulate quá trình thực hiện của máy. Như vậy tại sao nó cái simulate quá trình thực hiện của máy vậy? Thì chúng ta nhìn kỹ ha, chúng ta nhìn kỹ lại coi là trong cái mà chúng ta dịch ra này nè, đây nè, chúng ta dịch ra nè, thì viết một cái hàm không hề đơn giản. Thì các bạn nghĩ là chúng ta dịch từng cái hàm ở trong cái hàm, nhìn thấy cái dòng số 556 không? Cái dòng đó là nó đâu ra, ở đâu ra, ở đâu ra cái dòng đó? Số 7 là gì, mà số 5 là gì, mà liên với sắc là gì, thì mình luôn bộ là gì? Đọc liên với sắc á, thì chúng ta có thể hiểu được rằng à, tức nghĩa rằng là cái sắc đó nó có tối đa là bao nhiêu phần tử thôi. Thì chưa? Tức nghĩa là trong cái quá trình mà nó thực hiện các cái khóa này nè, thì chưa? Nó đẩy ra, đẩy vô, nó nhân ra, rồi nó đẩy ngoài người kết quả vô, rồi nó rút ra, nó cộng lại, rồi nó làm như thế nào đó quyết. Nhưng mà tối đa trong cái quá trình mà nó làm á, thì cái sắc tối đa chỉ có 7 phần tử thôi. Thì chưa? Hiểu không? Như vậy thì nếu mà chúng ta không simulate lại, simulate tức là gì, mô phỏng thôi chứ không phải đi tính thực tế, tại vì chúng ta có biết giá trị đâu, chúng ta tính thực thi nó mới biết giá trị thì nó tính, đúng không? Thì chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết được rằng là a chứ là cái dấu trừ thì cái sắc bị giảm đi một phần tử, đúng không? Hay có dấu cộng thì cái sắc bị giảm đi một phần tử, hiểu chưa? Cho nên chúng ta mới simulate được cái quá trình đó, thì nhờ cái quá trình simulate đó chúng ta biết được rằng là à, cái sắc nó đó thì nó tối đa là bao nhiêu phần tử, cứ nó gọi là IS thì cũng bóp ra, đúng không? Để giảm một phần tử mà thì bóp ra, thấy chưa? Nó gọi là y con thì là nó đưa một phần tử lên, một phần tử số nguyên lên trên đỉnh sắc mà, cho nên là tôi gọi cái sắc đó tôi push vô, hiểu không? Nhưng mà tôi chỉ quan tâm cái số lượng thôi, đó cứ bóp ra thì tôi cộng, cứ bóp ra thì tôi trừ, còn cái push vô thì tôi cộng, chứ tôi không quan tâm cái push bóp cái gì. Dạ, nó muốn số cái gì kệ đó, nó đạt cái gì lên kệ đó. Tôi chỉ biết là cái số lượng nó thay đổi như thế nào để một hồi nó có ghi vô trong cái liên mạch sắc đó. Tương tự như vậy thì chúng ta có liên mạch local, liên mạch local tức là cái local variable array á, thì nó cắt tối đa là 5 chỉ số. Hiểu chưa? Nó cắt tối đa là 5 chỉ số cho nên nó ghi vô là liên mạch local 5. Hiểu chưa? Như vậy thì nó phải simulate là cái quá trình thực thi của cái máy thì nó mới có mấy cái con số này để nó ghi. Chứ nếu mà nó không có simulate cái quá trình thực thi của cái máy thì nó sẽ không biết đâu mà nó ghi cả. Được chưa? Rồi quay ngửa ngược lại đây. Thì cái thằng này như đã nói rồi là nó được hiện trong cái lớp là lớp Eater. Đây là lớp quan trọng vật nhất, mấy bạn phải tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ cái này. Mọi khi là thầy sẽ viết sẵn cho mấy bạn hết luôn, rồi mấy bạn lấy mấy bạn gọi. Nhưng mà bây giờ thì thầy nghĩ lại rồi là thầy chỉ viết 80% cho mấy bạn thôi. Tại vì có nhiều lời nó khó quá, mấy bạn học, mấy bạn không hiểu là thầy viết cái gì hết. Cho nên là thôi thầy buông cái file ra, mấy bạn muốn viết lại thì mấy bạn viết lại. Còn mấy bạn không muốn viết lại thì mấy bạn sẽ 80% của mấy bạn, mấy bạn sẽ viết 20% còn lại. Hiểu không? Được chưa? Đó, cái file emitter. Rồi, họ nói luôn cái thành phần cuối cùng đi. Đó, trong đây là các API mấy thầy đã viết sẵn cho mấy bạn, rồi các hàm mấy thầy đã viết sẵn. Mấy bạn chỉ lấy mấy bạn xào thôi ha. Rồi, và cái bộ phận cuối cùng đó là cái frame. Cái frame á, người ta ghi đó là gì? Nó là các tool. Nó là các tool, nha, các công cụ để có thể quản lý được cái một cái thông tin trong quá trình generate cho một cái method, thì ở đây như này đã nói rồi, hồi nãy chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải quản lý, chúng ta ghi cái local variable đây có đạt nhiều phần tử, chúng ta ghi coi là cái sắc nó có đạt bao nhiêu phần tử, cho nên trong cái frame này nó sẽ giữ thông tin về local variable array. Ví dụ mỗi lần có một khai báo biến mới, nó phải dùng cái lệnh là get new index, đúng không? Nó dùng cái lệnh get new index. Được chưa? Rồi bây giờ xong hết chương trình rồi thì nó phải lấy được cái số lượng index tối đa ra để nó ghi vô chỗ liên mình, liên mình đúng không? Đó thì nó phải có những cái hàm như vậy, hay là có operand stack thì nó có push pop để nó simulate lại, và cuối cùng thì nó cũng phải lấy được cái số lượng phần tử tối đa để nó ghi vô chỗ liên mình stack, hiểu chưa? Nhưng mà hai cái thằng này thì thường là mấy bạn không có xài tới, bởi vì cái
như thầy đã nói là cái editor á là thầy đã sử dụng, thầy đã biết gần 80% rồi. Đây nào ví dụ ha. Ví dụ. Đây ví dụ như cái editor này ha. Thì thầy đã nói là thầy đã biết gần như 80% rồi. Ví dụ như là thầy nói cái lệnh là push icon. Đây, tức nghĩa là đưa một cái giá trị số nguyên lên trên đỉnh sắt. Thì thầy thấy không? Ngoài cái chuyện là nó gọi cái mã máy đó, nó gọi cái lớp Just Encode để nó sinh ra cái mã tương ứng ha. Đây là cái quá trình chọn mã nè, Select Instruction nè. Thì đây là thấy không? Nó gọi cái frame.push, tức nghĩa là đưa giá trị lên trên đỉnh sắt. Cho nên là nó chính là cái gì? Push vô thêm một phần tử nữa. Đồng ý chưa? Nó push vô thêm một phần tử nữa. Cho nên cái thằng này thầy mới gọi là frame.push là như vậy, thấy không? Hầu hết là về hai cái bộ phận là operand sắt với cái local variable array là thầy đã biết sẵn nha mấy bạn, được chưa? Nhưng cái bộ phận cuối cùng, là cái bộ phận này, cái bộ phận quản lý các label thì là cái bộ phận mấy bạn lại phải xài thường xuyên, được chưa? Hơn là mấy thằng kia, được chưa? Tại sao? Đó, tại sao? Các bạn biết rồi đó, trong học ngữ, trong mấy cái ngôn ngữ cắt thắt kiểu này á, thì giờ về ngôn ngữ máy thì chúng ta không còn một lần nữa, chúng ta không còn tiếp theo nữa, mà chúng ta muốn hiện thực cái đó, chúng ta phải chơi gì? Chơi đi trong khi ngôn tu đúng không? Thì giờ mà đã trong cái ngôn tu thì phải có cái label để trong ngôn tới đúng không? Thì giờ cho nên phải có cái bộ quản lý label, thì giờ để ví dụ như cần xin label mới thì gọi get new label để biết được rằng là cái hàm đó nó bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu, thì chúng ta phải có cái get start label và get end label vân vân, được chưa? Đó, từ thì thầy giải thích hết cho chúng ta, nhưng hầu hết là tập trung vô cái phần label là cái phần mà mấy bạn phải thường xuyên sử dụng. Còn cái hàm operand sắt với cái hàm mà local variable array là hầu như là các bạn không có sử dụng nha, hầu như các bạn không có sử dụng đó, hoặc là sử dụng rất ít nha, chỉ có cuối cùng là ghi ra cái limit thôi thì có xài thôi. Rồi như vậy thì các bộ phận thì thầy đã nói hết rồi ha. Bây giờ còn cái chỗ này nó cần phải nói nữa không? Thì đó chính là cái slide tên là Beginner Mapping. Nhưng mà Beginner là gì? Là cái ngôn ngữ mà tại thời điểm mà cái slide này ra đời thì cái bài tập lớn đó tên là ngôn ngữ tên là Beginner ngôn ngữ tập tên là MT22 đúng chưa? Đó. Nhưng mà nói chung thì cái slide này nó vẫn có giá trị với chúng ta, bởi vì cái ngôn ngữ Beginner với cái ngôn ngữ MT22 chúng ta đều giống nhau là điều gì? Là điều là ngôn ngữ không phải là đối tượng. Mà khi mà không phải là đối tượng thì không có cùng với Java. Nó có nhiều thứ không có giống với Java. Cho nên cuốn chúng ta phải mắc biệt nè. Rồi nha, chúng ta buộc phải mắc. Như vậy thì chúng ta sẽ có được rằng là một cái số mốt chúng ta trong ngôn ngữ là trình Java thì cái cấp cao nhất là cái mắc, đúng không? Còn trong cái chương trình chúng ta thì cái cấp cao nhất của nó là một cái chương trình bao gồm nhiều biến và nhiều hàm thôi. Như vậy thì chúng ta khi ánh xạ qua Java thì chúng ta cứ coi nó đang đặt ở trong một cái lớp Java nào đó. Được chưa? Chúng ta đặt tên cho nó. Được chưa? Ví dụ như tên program hay gì đó, cho mình lớp số 4 thì còn cái đặt này. Nha. Đó, cứ coi tất cả hàng đó nó đang đặt ở trong một cái lớp. Thì khi mà nó đặt trong một cái lớp như vậy rồi thì biến thì không còn là biến nữa mà phải là field, đúng không? Mà function thì không còn là function nữa mà phải là method, đúng không? Hiểu chưa? Nhưng mà nó cũng không phải là instance field hoặc là instance method được, mà nó phải là static field hoặc là static method để dùng chung. Được chưa? Chứ đâu có cái tổng thể nào đâu, đúng không? Nó phải là một lập trình đối tượng. Cho nên chúng ta mới có cái hàng rào phản xạ thứ hai và thứ ba, đó là một cái local variable array được ánh xạ thành static field. Được chưa? Còn cái function chúng ta phải ánh xạ thành static method. Hiểu không? Hiểu không? Được chưa? Rồi, còn cái thằng còn lại thì y chang như cũ, không có gì thay đổi. Yeah. Đó, chỉ có điều mấy cái điều này các bạn phải lưu ý nào để các bạn generate cho nó đúng chứ nó đâu có hàng, nó không có hàng, nó phải như vậy thì mấy bạn phải biết được rằng là khi mấy cái generate thì trong đó nó phải có chữ static nhau trong hàng, tất cả các hàng đều phải có chữ static, còn tất cả các biến cột, tài cột thì phải có chữ, cũng phải có chữ static luôn nha. Rồi ok, xong rồi bây giờ chúng ta đi vô cái programming code cho thầy. Rồi bây giờ đi vô trong cái bài tập lớn số 4. Rồi nha, ví dụ câu đầu tiên rất là đơn giản là initable, xin mã cho initable
rồi. Đó. Trên mạng thì cái thơ lộ tức là đưa một giá trị nguyên lên trên tính sắc đó. Ý là như vậy, các bạn đó là vì biết có cái sinh đó. Tức là nó sinh ra y con, bibus, sibus hoặc là LDC gì đó, sinh ra bốn cái mạng đó. Tùy theo cái giá trị đang chứa lòng nhiên, hiểu không? Tùy theo giá trị đang chứa lòng nhiên. Như vậy thì bây giờ người ta giả định, mà cái giả định này mấy bạn nhớ không? Các bạn phải lưu ý nha. Để mấy bạn làm một tập lớn số 4, mấy bạn nên truyền cái ô theo đúng cái giả định này. Tại vì khi mấy bạn truyền theo đúng cái giả định này á, thì gần như các bạn sẽ hoàn thiện được 70% bài tập lớn số 4 rồi. Wow. Được chưa? Thầy nói thiệt, hoàn thiện chứ không phải là tiếp cận. Bài tập lớn số 3 thì nhắm nói là mấy bạn tiếp cận được thôi, chứ mấy bạn có chưa chắc được. Không, đúng chưa? Đồng ý không? Không. Còn bài tập lớn số 4 là thầy nói mấy bạn bám theo này, mấy bạn ít gì mấy bạn cũng có được 70%. Không. Đó. Thì người ta giả định là cái lớp in literal thì nó có cái đường value đang chứa cái số, đúng chưa? Ví dụ in literal 5 thì con số 5 nó là nó đang nằm ở trong cái đường value, được chưa? Rồi cái lớp cost generation là cái lớp mà chúng ta phải biết cái đó. Cái lớp cost generation đó là cái lớp mà chúng ta phải biết. Được chưa? Thì cái lớp này nó có cái trường, nó có một cái field nó là image. Thì nó đang giữ emitter, tức nghĩa là chúng ta muốn lấy emitter thì chúng ta phải vô cái trường image của cái lớp đó. Còn cái thằng frame á, thì nó đang giữ ở trong trường frame của cái tham số thật mà truyền cho tham số ô của cái vision integral. Cái method vision integral thì nó phải có nhiệm vụ là trả về một cái cặp, nó là mã chát nguyên của việc load cái số nguyên lên trên operand stack và kiểu của cái hàng số đó, tức nghĩa là in time lên trên chúng ta đã nói đó rồi. Như vậy thì nhiệm vụ của trong bài này là chúng ta phải viết được cái hàm tên là hàm vision integral. Và nhắc lại, nếu trong bài tập lớn số 3 thì cái ghi nhớ vô trong cầu là đụng exception thì vision xong phải trả về gì? Trả về kiểu của cái exception đó. Thì trong bài tập lớn số 4 phải ghi nhớ rằng là khi vision xong phải trả về một pair gồm hai thứ. Một là code tương đương với exception đó và kiểu của exception đó. Nhớ chưa? Nhớ không? Được chưa? Rồi. Thì bây giờ á, là các cần trả về đó là cái code và cái tag. Được chưa? Và chúng ta return code tag. Cái thai thì là in thai thì không nói làm gì đâu, đúng nha. Cái thai thì in thai thì không nói gì. Bây giờ cái code á thì chúng ta phải nhờ emitter chọn cho chúng ta, đúng không? Nhờ emitter chọn cho chúng ta. Và emitter thì đang nằm đâu? Đang nằm trong cái trường emit của cái lớp này. Như vậy thì làm sao để gọi emitter ra? Đó. Trong hàm này làm sao để gọi emitter ra? Nó là trường emit của cái lớp này. Hả? Self-emit. Là mới lấy được emitter thôi. Thì trong emitter các bạn dò cho thầy một cái hàm tên là hàm emit push icon. Đúng nha, emit push icon. Thì nha, thì cái hàm đó chính là hàm đưa một, nó sẽ chọn được cho chúng ta cái giá trị để đưa lên bắt đầu. Cái hàm đây là emit push icon. Thì cái hàm này nó đòi hỏi hai thông số. Thông số thứ nhất là in và thông số thứ hai là frame. In là cái thông số mà cần đưa lên á, không? In là cái thông số mà cần đưa lên. Thì cái thông số mà nó cần đưa lên thì nó đang nằm ở đâu? Đang nằm đâu?
6. Ví dụ in literal 5 đó là con số 5 là con số mà cần mưa lên đó. Thì đang nằm đâu? Đang nằm đâu? Sơ đất. Nằm trong đó. Sơ đất. Chấm pha lưu đúng không? Con số mà cần mưa lên đó. Đang nằm trong sơ đất chấm pha lưu với gì đó. Sơ đất. Phải không? Phải. Còn cái frame đang nằm đâu? Frame là cái ô. Frame người ta nói là cái frame đang nằm ở trong trường ô của có lọt trường frame của cái thông số mà truyền cho thông số ô, được chưa? Cho nên là nó đang nằm trong trường frame của ô, cho nên chúng ta sẽ có được rằng là ô frame, bây giờ như vậy là nhờ thằng này nó được cái code, còn cái thai trả về là im thai, cho nên chúng ta return được cái code và cái thai, được chưa? Chỉ có điều khi mấy bạn viết vô á thì các bạn phải lưu ý được rằng là mấy bạn đừng viết dòng này, thì do không viết dòng này nha, mấy bạn tắt vô trên mạng tắt rồi mấy bạn viết từ cái dòng này, mấy bạn viết từ xuống. Cái lý do rằng là chương trình á nó không thể nào mà nó chỉ có mỗi một dòng mà nó chạy được hết trơn, hiểu không? Nó không thể nào có một dòng nó có số năm, nó không có số năm mà nó chạy cả, thấy chưa? Nó không thể nào vậy hết, thấy không? Cho nên là mấy bạn chắc nó phải là một cái chương trình, nó một cái hàng ngang nó có một hàng tung in ra cái literal năm thì nó mới chạy, và cái phần đó thì thầy đã hiện thực rồi. Các bạn có thể coi cái simple project cái file trong cái file ngang đó, thì cái phần đó thầy đã hiện thực rồi, thì muốn che đi lại, cho nên là mấy bạn thầy đã viết cái lớp này rồi không, cho nên là mấy bạn không cần viết lại không, mấy bạn viết vô cho thầy cái file các bạn cũng phải nắm vô để viết lại như thôi, đồng ý chưa? Rồi câu tiếp theo là xin mã cho flop list, đó flop literal. Thì khi mà xin mã cho flop literal thì chỗ này thay vì sử dụng là push icon thì chúng ta sử dụng là push icon. Còn chỗ này nó là flop tag thì nó sẽ sửa in tag thì sửa lại thành flop tag rồi. Là xong ha, thêm câu số 2. Bên đó là cái câu số 3 ha. Rồi, tập đề câu số 3 đây thì sửa câu số 3 rồi đó rồi cho mấy bạn. Về đây ha, mấy bạn nghiền hẳn thêm, được chưa? Thực ra nó chưa có khó. Mấy bài sao mới là cái bài mà nó sẽ gần giống với thi hơn. Ủa phải thầy, thi cũng có code generation nữa thầy. Có chứ. Dạ, cái thầy này cái thầy. Có assumption 4 mà, đúng không? Thì phải ăn thi assumption 4 chứ. Được chưa? Dạ dạ. Là bài cuối kỳ là ăn assumption 2, 3, assumption 4 và lý thuyết các chương từ nem trở về sao. Dạ dạ, thầy thầy. Giả sử không có ai làm assumption 4 thì sao thầy? Thì cũng phải ăn thi. Rồi, bây giờ xin mã cho một cái biểu thức unary of, tức nghĩa là ví dụ 1 cộng 2 thì phải sinh ra được là y con 1, y con 2, y hết, đúng không? Y con 1, y con 2, y hết. Rồi bây giờ nó có 3 thành phần, 1 là cái E1, tức là số 1 nè, E2 là số 2 nè, iliteral 1, iliteral 2 á. Còn cái of của nó thì nó có là cộng trừ nhân chia và cộng chấm trừ chấm nhân chấm chia chấm. Trong đó cộng trừ nhân chia là chấp nhận kiểu nguyên và trả về kiểu nguyên, và cộng trừ nhân chia mà có chấm thì chấp nhận kiểu plot trả về kiểu plot, được chưa? Chúng ta không cần kiểm tra kiểu nữa bởi vì lý do là đã qua assumption số 3 rồi, đúng không? Nếu mà nó đã bị lỗi kiểu thì nó đã ngăn qua assumption số 3 rồi, trong assumption số 4 sẽ không còn test case bị lỗi nữa, được chưa? Nào mà về nguyên tắc chung và tập lớp số 3 các bạn cũng hiểu những này đi, là có những cái lỗi thầy không liệt kê trong đó là lý do rằng là không cái test case đó đâu, được chưa? Chứ thầy liệt kê hết là mấy bạn học phải chết luôn á, được chưa? Ví dụ như là mỗi năm á mà làm một bài tập lớn á thì các bạn chỉ sẽ là năng, ví dụ như là trong bài đó dự định là sẽ có 20 lỗi đi thì cho lớp thường là làm 6-7 lỗi hoặc là 8 lỗi, còn lớp chỉ sẽ là năng là làm 12 lỗi còn lại, không nó phải làm 8 lỗi đó của lớp thường và trong bài tập kia nó phải làm 12 lỗi còn lại đó, thì lưu ý cái chuyện đó ha. Đó cho nên là có những lỗi đó mấy bạn hỏi thì thầy sẽ trả lời, nhưng mà các bạn sẽ hiểu, phải hiểu rằng là có những lỗi đó nó vượt ngoài đó, ví dụ như cái lỗi bậc hai cao tốc đi phơ là nó không có nha, mà nên học qua thầy vô thì trả lời không thì thầy thấy là một số bạn hỏi là cái chuyện đó, thầy. Nếu mà không có lỗi luôn test case đó thì là cái chương trình của mình sẽ không có cái trường hợp nó xảy ra. Thì mấy bạn cứ biết, tại vì muốn mấy bạn biết chỉ có bắt được bao nhiêu lỗi đó thôi, cho nên không có test case đó,
đâu, chúng ta đâu có làm cái sản phẩm cuối cùng thực tế đâu, đúng không? Cho nên làm cái compiler cuối cùng thực tế để tạo thành một code được một ngày mà xong thì mới là làm đó. Thầy cho cái bài đó nha, thầy đẻ ra được thêm 30 lỗi nữa đó, xin lỗi. Mấy cái đồ đó. Rồi. Như mấy bạn list ra của thầy đó là hôm qua giờ thầy mới đọc đó là chỉ có cái lỗi là hai ca mốc đi infer là mấy bạn nhận thấy được thôi, còn thầy list ra nữa là còn nữa chứ không phải là lại không. Rồi bây giờ cái thằng này là một cộng hai thì nó phải làm thành là y con một, y con hai là y ghép, đúng không? Đúng chưa? Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái em một em hai là hai cái expression, thằng này nó là tương đương là integer một và thằng này chính là integer hai. Như vậy thì nếu mà chúng ta visit đó, nếu chúng ta visit thì rõ ràng thằng này nó trả về y con một, đúng không? Đúng chưa? Cái đó nó sẽ trả về y con một và thằng này nó sẽ trả về y con hai, đồng ý chưa? Và như vậy thì trong cái hàm này khi chúng ta visit thì nó đã có y con một, y con hai, chúng ta phải generate cái phần y hẹn nên coi là xong, hiểu không? Hiểu chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có được rằng là khi visit xong á, visit cái thằng thứ nhất nó trả về hai thành phần mà, cho nên là chúng ta biết là e một t và e một c là bằng c chấm visit c t x chấm e một o e hai c e hai t là bằng e hai c là bằng c chấm visit ct chấm e hai o, được chưa? Như vậy thì tương ứng với biểu thức này á thì mấy bạn phải hiểu được rằng là y con một đang nằm ở đây, đúng không? Vậy e một c c là có t là kiểu không chưa? Thì cái y con một đang nằm đây nè, mà y con hai nó đang nằm đây, đúng không? Còn cái thằng IS là ba thằng cộng lại là trả ra là xong, hiểu không? Còn ba thằng cộng lại nó ra là xong. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là trong đây là trong cái file Twitter đó thì có một cái thằng đó là imit vậy, imit SOP và imit moon off là hai cái thằng mà chúng ta sẽ dùng để sản xuất ra các dấu, được chưa? Để sử dụng để sản xuất ra các dấu, được chưa? Thì cái thằng này nè là sản sinh ra IS, ISOP, SNSOP. Đó. Cái lexin này là gì? Cái lexin này như đã nói đó là gì? Đó là cái từ của cái tương ứng với cái operator đó. Ví dụ như chúng ta nói chuyện cái này là cộng trừ đó, thì chưa? Cộng hay là trừ? Thì nếu cộng thì nó sẽ sinh ra cái hai cái thằng S, còn trừ thì nó sẽ sinh ra hai cái thằng SOP. Còn cái parameter là IN này nè, thì chưa? IN này nè, thì nó là thay của cái operator, cho nên chỗ này mà chúng ta truyền là in time thì nó sinh ra là ES và ESUP. Còn nếu mà chúng ta truyền block time thì nó sinh ra ESUP, được chưa? Rồi, như vậy thì bây giờ chúng thầy sẽ viết cái thằng mà cộng trừ nhân cộng trừ thôi nha. In dấu cộng hoặc dấu trừ, được chưa? Thì cái thằng code còn lại á, cái thằng code còn lại thì nó chính là save chấm imit, đúng không? Sao chấm imit, chấm imit echo, đúng rồi, imit echo. Thì cái echo thì phải chuyển cái lexin tức là nó phải một dấu trừ đó, thì nó chính là nằm ở trong ctf echo rồi, không nói làm cái gì, được chưa? Kiểu của nó thì nó là thằng này là chỉ chấp nhận in time mà, cho nên là thằng này chúng ta chuyển vô thẳng luôn là in time. Rồi, cuối cùng là cái frame là đang nằm ở trong ô cái frame. Dạ. Trả về một cặp đúng không? Phần code là xong rồi lấy ba này cộng lại. Còn phần cặp kiểu dữ liệu trả về thì có phải lấy thằng E1T hoặc E2T, đúng không? Tại vì hai này là chắc chắn là phải là kiểu in rồi, hoặc là kiểu float rồi. Được chưa? Hoặc là chúng ta có thể khai báo cho tụi mình luôn là RT tức là return 2 của nó sẽ là in 2. Cũng được. Được chưa? Rồi, nhân chia là sử dụng là imit moon off, tự về biết nha. Rồi, thầy sẽ viết thêm một thằng nữa, đó là dấu gì? Dấu cộng chấm và trừ chấm nha, cộng chấm và trừ
nhắm. Đọc nhắm là chữ nhắm. Thì cái dấu đó, nó sẽ được generate ra bằng cái hàm là event add off luôn. Event add off luôn. Event add off. Nhưng vấn đề cái lexin mình truyền là cái gì? Chỗ này chỉ chấp nhận dấu cộng hoặc dấu trừ thôi. Chứ trong Java không hề có cái dấu nào cộng chấm với trừ chấm, hiểu không? Trong Java không có cái dấu đó. Cho nên không thể truyền cộng chấm trừ chấm nguyên si như vậy được. Mà chúng ta chỉ truyền dấu cộng với dấu trừ thôi. Đúng chưa? Cái dấu chấm đó là thể hiện là chỗ này nó chấp nhận kiểu float thôi chứ đâu có gì đâu, đúng không? Cho nên là chúng ta chỉ rút cái phần dấu ra chúng ta cộng thôi, giống như là C đấy. Chấm off, nhưng mà chúng ta lấy cái ký tự đầu tiên thôi, ký tự không thôi, đúng không? Được chưa? Ký tự không thôi. Còn về cái thai á, thì lưu ý cái thai này chỉ chấp nhận kiểu float, cho nên chỗ này là chúng ta sẽ truyền là float thai. Được chưa? Còn cái frame thì chúng ta đang truyền ở trong là o.frame. Còn result thai của chúng ta sẽ là float. Dạ, cuối cùng là chúng ta sẽ trả ra return ra là gì? E1C, E2C, off cộng lại với nhau. Dạ, E1C cộng E2C cộng off. Dạ, còn kiểu dữ liệu trở về đó là ERT. Dạ, xong. Dạ, dĩ nhiên còn cái nhân chia và nhân chấm chia chấm thì tự biết ha. Yeah. Rồi, đây là đáp án của đầy đủ của câu đó. Rồi, được rồi ha. Vậy ha. Về phải coi lại, chứ trên lớp không thể nào mà một lần mà mấy bạn thắng được đâu. Nha. Yeah.